Chào quý anh chị và các bạn, em là Thuận từ Văn Hóa Đại sứ quán Việt Nam miền Nam. Thì với 90 triệu thì chúng ta có thể sở hữu được gì ha? Đó chính là chúng ta sở hữu được chiếc xe i10 MT Base phiên bản AT màu vàng mới 100% ở Việt Nam nha. Với giá đăng bản tính chỉ là 353 triệu thôi. Với thiết kế ngoại thất hoàn toàn mới của tập đoàn Hyundai, thì chiếc xe Hyundai i10 mang lại cho chúng ta một vẻ ngoài cực kỳ mạnh mẽ và cực kỳ ấn tượng khi mà chúng ta di chuyển ra ngoài đường ha. Với thiết kế mới, phong cách mới của tập đoàn Hyundai, với trang bị động cơ 1.25 và số sàn nâng cấp để chúng ta vận hành mượt mà và cực kỳ tiết kiệm, đặc biệt đối với khách hàng mua xe để chạy dịch vụ nhất quý anh chị ha. Với trang bị nội thất ghế nỉ pha màu đỏ đen thì tạo cho chúng ta cảm giác thể thao cũng như sang trọng cho chiếc xe này hơn. Với hàng ghế thứ hai cực kỳ rộng rãi, làm cho chiếc xe phân khúc A rộng nhất trong phân khúc và có cửa rõ ở hàng ghế sau. Không gian cốp cũng được làm rộng và tạo cho chúng ta có một số hành lý rất là thoải mái. Không gian được thiết kế tối giản tại tính sử dụng cho chiếc xe. Chỉ quan tâm thì liên hệ em theo số điện thoại 0926 2385818.